Kế toán 3 triệu. Hai người kia không có trách nhiệm. Được chưa? Được. Ăn trưa mỗi người 650.000. Bằng nhau hết. Ông to ông béo ăn bằng nhau hết. Ăn đâu mà ăn? Ở trong này ăn hết. Ăn hết à? Không ăn hết được. Này các đồng chí ơi, theo tôi các bạn ghi số liệu vào bảng lương thì cũng phải ghi đủ con số không, đừng có biết tắt người như huyền nhìn rồi trời ơi chiêu nặng triệu. Thế thì sau này chúng ta lập bảng rất là khó khăn, nghe không ạ? Cố gắng viết cho tôi đầy đủ còn hơn cái cách trình bày nữa mà. Nha. Nhìn thấy không? Rồi quan sát cho tôi cột 7 và cột 8. Nó biết bắt có hiểu không? Thứ nhất, bảo hiểm y tế. Thứ hai, bảo hiểm xã hội. Thứ ba, bảo hiểm thất nghiệp. Hai cột thì giống hết nhau, chỉ khác nhau tỷ lệ phần trăm. Một, tháng 21%. Hai, tháng 9,5%. Hỏi phần trăm của cái gì? 21% là cái gì? Nhân viên. Tôi không hỏi là nó là cái gì, nó là lộ, ai lộ hay không lộ. Tôi hỏi 21% của cái gì? Ừ, đúng ạ, 21% của cái gì? Lương. Của lương. Lương gì? Rồi có nghĩa là 21% hay 9,5% là của lương, lương chính. Có nghĩa là cột mấy ạ? Cột 4. Vâng, có nghĩa là 21% của cột 4 hoặc là 9,5% của cột 4. Nghe được chưa? Hiểu ý không? Tự cứ theo lưu lượng 21%, 9,5%, 5% có cái gì? Tính hiệu gì bây giờ? Tính toán được không? Tính toán được không? Rồi trước khi tính toán tôi hỏi, thế sao chúng mày không cộng cả cái cuộc bật số 8 vào với nhau thành 30,5%? Chúng ta tính thiệt thế. Vì sao lại tách? 21% là của doanh nghiệp rồi mà. 5% là do người lao động. Gộp vào được không? Không được. Được. Được nhưng mà phải cộng hết tất cả lương của doanh nghiệp vào thì lúc đấy mình tính. Tính vẫn tính bình thường mà. 30,5% nhân với cột 4 thì đơn giản gì đâu mà tính được. Cái gì mà cần thì cộng với gì hả? Chờ mình. Cái này phải tách riêng là bởi vì nhưng các mình hiểu lý do tại sao tách riêng là bởi vì cái phần mà doanh nghiệp chịu thì sẽ chuyển vào chi phí. À, tạm hiểu này, một số bạn chưa được học kế toán hay chưa được nghe bao giờ, nhất là Hiền với Hồng, cột 21% là cột bảo hiểm do doanh nghiệp đóng cho người lao động, có hiểu ý ạ? Còn cột 9,5% là do người lao động tự trừ vào lương để đóng bảo hiểm cho mình, đúng không? Hiểu ý không? Có nhớ được không? Đấy, có nghĩa tổng tất cả đóng bảo hiểm là 30,5%, nhưng trong đó 21% đã doanh nghiệp đóng cho, còn 9,5% đã chúng ta tự đóng. Hiểu chưa? Rồi. Thì hiểu tại sao tách ra chưa? Thì nó có hai cái nguồn khác nhau mà, 21% lấy nguồn từ cống, thì 9,5% lấy nguồn từ lương người đó. Đấy là hiểu. Và bây giờ các bạn tính toán giúp tôi được không ạ? Tính toán điền cột 7 được không ạ? Điền cột 8 được không ạ? Rồi, vào ngoài đường vào thì điền. À bây giờ vẫn là 21, nó tăng chẳng qua là chúng tôi bỏ cái kinh phí công đoàn đi. Nếu cộng thêm cả kinh phí công đoàn thì là 32,5% tất cả. Doanh nghiệp chưa có công đoàn. Vâng, doanh nghiệp đấy 5 người thôi thì ta sẽ không lắm. Hai đồng chí không mang máy tính à? Dặn vai rồi. Này bác mấy điện thoại ra. Không. Tính toán đi cho nó quen đi, tôi về nhà tính cho kẹo nữa. Đừng thế. Yên tâm, tháng 11 và tháng 12 tôi sẽ sửa số cho chúng ta tự tính thoải mái. Về nhà tính thoải mái. Ở đây giữa đây thắc mắc gì hỏi luôn.